Bán hàng hôm nay tiền nhà không có mà đóng đây anh. Kèo thua nữa chết à. Kèo thua nữa thì buồn, ngày mai không live stream cho anh em xem đâu. Ui, bắt quả dã man nhỉ, vẫn còn kìa. Ui. Rồi, đứt lưới, đứt lưới. Đấy, ông đang đứng đằng trước này vẫn thỉnh thoảng hay quay người lại mà anh em thấy không? Đấy, vẫn thỉnh thoảng hay quay người lại, đấy là chuyện bình thường. Ui, ui. Bom. Ông Cao bên này đập không căng bằng ông bên kia. Ui, nhanh quá. Một pha xử lý lỏng rất hay. Hello anh em, mấy anh em đang xem có thấy mạng gặp vấn đề gì không ạ? Tì và thủ rất hay, một đường cầu hay. Bò. Vẫn còn. Đấy, phải xem những đường cầu như này mới sướng. Bắt bài rất nhanh. Ok, cảm ơn anh Makio tuyển nha. Ôi, lại đứt vợt hay cái vợt gì đây? Điểm số không đều, cả hai cặp đôi đều rất cao to, phải nói là vận động viên Đài Loan nhé. Ông nào cũng cao to luôn anh em. Cái đôi hôm qua đánh với Việt Nam còn cao to hơn nữa cơ. Đấy, trận này cũng khá hay tại vì Hùng thấy các vận động viên dạo cầu hay lắm anh em ạ. Bật ngang rất nhanh. Mấy ông Cao mà toàn đứng sát vạch phát cầu luôn, bắt bài nhưng mà chưa giành điểm được. Khá may mắn. Anh em giúp Hùng chia sẻ livestream như nào. Không, ít view quá buồn lắm anh em. Ít view quá, Hùng qua quay video. Điểm số 4-2 cho cặp đôi áo tím. Bắt bài rất nhanh. Rút 5-4. Cao rồi. Đó là quả tì trái đấy, mạnh thật. Rất nhanh. Điểm số 6-5. Bắt cầu ngang nhanh nhỉ anh em. Rất chính xác. Điểm số 7 đều. Dã man nhờ, dã man nhờ. Rất bình tĩnh. Buổi chiều xét kèo chỉ luôn cho nóng nào. Điểm số 10 đều nhá. Như thế thì thực ra nhiều khi mình không được tận hưởng 100% ấy, tại vì hay phải xem vào mình màn hình điện thoại mọi người ạ. Và phải ngó điểm đọc cho anh em nữa. Dã man. Cái này không đập hơn, cái này đập trả hơn Won Vi xem rồi ạ. Bắt bài quá nhanh. 13-12. Xem sướng thế nhờ. Ui, ui vẫn qua kìa. Dã man cái tay. Ui. Ui, đẳng cấp. Có anh em nào gọi là cặp đôi Pikachu ấy nhỉ? Tại sao lại gọi là cặp đôi Pikachu? Cào lắm, nó bật lên cái gõ cổ tay cái. Cầu đi cắm pực. Điểm 14-17. Thôi xong. 19-18. 20-18. Hay quá, rất cố gắng. Phản rất nhanh, đúng bài rồi. Sơ đầu thứ hai điểm không đều. Nhanh thế nhờ. Đến cầu ngang cũng hay như thế thì thực sự khó khai thác anh em ạ. Ví dụ nhiều khi rất nhanh, xoay không kịp rồi. Đập, đập. Quân lưu anh ạ, quân lưu và động viên quân lưu của Kamito. Bạn ấy. Ui giời. Đập nổ mình chiến thắng nha anh em. Thế nên là khả năng chúng ta sẽ được xem set 3 đấy. Ép rất nhanh. Vẫn qua. Ôi. Chém quả. Em thua mất rồi anh ạ. Anh có thể xem lại livestream trước trên kênh Sport Hùng Badminton này ạ. Trung đội áo tím vẫn đang cố gắng đánh kiểu để có nhịp độ tốt cho set đầu thứ 3 ấy. Nên là họ sẽ không buông. Họ sẽ vẫn kiểu đánh duy trì để có cảm giác. Ui, lái quả hay thế nhờ. Bỏ cầu chính xác. Ok, set đầu thứ hai kết thúc 21-12. Dự đoán cặp đôi áo trắng thắng nhá. Anh em dự đoán sao ạ? Sport Hùng Badminton 1. Đua cầu ngang rất hay. Căng đét mà thủ có cự thật. Đập dã man, điền vào chỗ trống. Điểm số 8-15. 6 giờ rồi cả. Ôi nhanh thế à? Đúng là mải live stream quá, cứ tưởng còn sớm anh em ạ. Điểm số 9-17. Rất... Ui, thủ chắc thế. Ui. Kết thúc trận đấu này. Bắt bài quá nhanh. Ui, cổ tay kìa. 21-11 set đấu thứ 3, chiến thắng cho cặp đôi áo trắng. Hello anh em, Sport Hùng xin phép kết thúc livestream ở đây nha. Hẹn anh em vào livestream ngày mai.